Viettel cung cấp các gói cước một ngày với những đặc điểm khác nhau, cho phép người dùng chọn lựa dựa trên nhu cầu sử dụng của mình. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký 4G Viettel 10.000 đồng một ngày. Đây là giải pháp lý tưởng cho những người có nhu cầu sử dụng Internet tạm thời, như đi du lịch ngắn ngày hoặc sự kiện đặc biệt. Gói cước đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là gói cước 1G của nhà mạng Viettel. Chỉ với 10.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ nhận được combo siêu data và gọi thoại, như bạn nhận được 5GB data tốc độ cao. Đặc biệt hơn, bạn còn được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 10 phút và miễn phí 5 phút của điện thoại bạn. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp 1L dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Ngoài gói cước sử dụng trong một ngày vô cùng ưu đãi mà mình vừa giới thiệu, bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn 3 gói cước sử dụng trong 30 ngày của nhà mạng Viettel, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên của khách hàng. Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là gói cước SD90. Với cước phí để đăng ký là 90.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ sử dụng ngay cho mình 45GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày. Mỗi ngày, bạn sẽ có 1,5GB. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp SD90 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu đến các bạn gói cước SD135 của nhà mạng Viettel. Đây là một gói cước siêu data của nhà mạng Viettel. Với cước phí chỉ với 135.000 đồng trong một lần đăng ký, bạn sẽ nhận được 150GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Mỗi ngày, bạn sẽ có 5GB data để sử dụng. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí data khi xem truyền hình TV360. Như vậy, chỉ hơn gói cước SD90 có 45.000 thôi, nhưng bạn sẽ nhận được ưu đãi lớn hơn nhiều. Để sở hữu gói cước này cho mình, bạn đã soạn tin nhắn theo cú pháp SD135 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Ngoài các gói cước chuyên sử dụng data, bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn một gói cước hoàn hảo của nhà mạng Viettel với combo data và miễn phí gọi thoại. Đặc biệt hơn, bạn còn được miễn phí sử dụng các mạng xã hội hot nhất hiện nay, đó là gói cước MXH120. Với cước phí chỉ với 120.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Mỗi ngày, bạn sẽ có 1GB. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng và được tặng thêm 30 phút để gọi nội mạng. Đặc biệt hơn nữa, bạn còn được miễn phí 100% data khi truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin trên Messenger. Để đăng ký gói cước, bạn đã soạn tin nhắn theo cú pháp MXH120 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Như vậy, mình vừa giới thiệu đến các bạn 4 gói cước có mệnh giá khác nhau và thời gian sử dụng và những ưu đãi khác nhau. Ngoài ra, các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website viettel.group. Tại đây, mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký tất cả các gói cước 4G của nhà mạng Viettel, từ gói cước 1 ngày, gói cước 1 tuần, gói cước 1 tháng cho đến gói cước 1 năm. Các bạn đã lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký. Và như vậy, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.